Ba ơi, sao còi lại kêu in ỏi vậy ba? Có tín hiệu SOS từ ngoài không gian. Tín hiệu SOS là gì ba? SOS là tín hiệu cấp cứu. Khi ai đó gặp nạn, họ sẽ gửi tín hiệu SOS đi, mong nhận được sự trợ giúp. Ồ, vậy chúng ta phải đi cứu người bị nạn thôi. Tín hiệu được phát ra từ ngoài không gian, chúng ta sẽ đi bằng tàu vũ trụ. Oh yeah. Nguy hiểm quá. Hệ thống điện bên đó đã tắt hoàn toàn rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Kéo về trái đất sửa chữa luôn. Ba hay quá. Bốc thành công rồi. Bây giờ tiến thẳng về trái đất. Trái đất thẳng tiến. Chết rồi. Ba chợt nhớ ra, chúng ta không thể tiếp đất an toàn cho cả hai con tàu được. Lực hút trái đất sẽ làm cả hai con tàu va chạm vỡ tan tành. Vậy chúng ta phải làm sao? Không sao, chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần kéo phanh thắng trước khi tàu tiếp đất là được. Ba cứ lái tàu, phanh thắng để cho con. Được, ba tin tưởng ở con. Gớm, tới lúc kéo phanh rồi. Thành công rồi. Ừ.